bây giờ anh sao? Bây giờ cho em người cho người lạnh như thế, nóng như thế nào? Bây giờ nếu bình thường nhưng mà tối á nóng giờ. Đó, ở trên thì nó lạnh. Ở dưới thì nóng, ở đất còn trên nó ở chân nóng. Nóng từ rúng xuống chứ. Nó nóng nguyên cái dưới nữa. Rồi từ rúng á, bắt đầu lên. Nó nóng cái phần chân này nè. Không, từ cái rúng. Từ cái rúng xuống bàn chân. Từ cái rúng xuống cái đầu là nóng. Là lạnh. Ở trên thì lạnh. Đúng rồi. Ở trên thì lạnh mà dưới nóng. Nhưng mà khu vực nóng từ khúc nào trong phân biệt? Từ rúng hay là xuống dưới rúng nữa? Không, xuống rúng ở dưới cái chân nè. Từ đâu nóng? Cái chân từ đây nè. Các bạn xem đây. Cái câu này nó khác hơn câu kia. Người ta thường thường á là người ta lạnh chân, câu này là nóng chân. Mà lạnh từ cái rúng đi lên tới đầu. Cái này là dương bất hòa, tức là ở dưới là lạnh, là nóng. Mà trên, như vậy là ta giải quyết sao cho ở trên vậy? Dạ, ở trên này lạnh thì cho nó ấm lại, dưới thì giải quyết sao cho nó mát lại, nghĩa là con người ta trở lại bình thường. Như vậy là ta sẽ vô bộ điều hòa ổn định thần kinh. Vì co này cái tối không còn cái hiện tượng nóng nữa. Bây giờ ta giải quyết cái âm dương á, nó bất hòa thì giải quyết cái nó hòa thuận nhau, thì nó hỗ trợ, nó giúp đỡ nhau thì nó không còn lạnh nữa, không còn nóng nữa. Như vậy là chúng ta sẽ vô gạch sáu dùng hạt, quyết ta vô ổn định thần kinh. 124 34, 26, 33, 36, 300. Thì ta vô bộ hòa, điều hòa làm ấm để chỉnh đốn cái cơ thể, âm dương bất hòa và chỉnh đốn âm dương cục bộ. Cái bài giảng này chúng ta đã giảng cái bài nó nằm trong cái âm dương bất hòa của bộ điều hòa làm ấm là 24, 34 chứ, 34, 280, 290, 290, 56, 156, 156, 156, 132, số 3, 132, số 3, ha, hơi đào phải không? Rồi lấy cái máy sấy đi, tới bao nhiêu thôi. Như vậy là ta sẽ hơi cái dùng này ở trên nó lạnh, thì ta hơi khúc vực. Cái đảo này nó bị lạnh luôn. Cái đảo lạnh. Rồi, chưa nắm tay rồi. Nắm tay để vô. Để trong nha. Nó mới giống cái đảo. Giống cái để trong nha. Rồi, nha. Có người ăn vô quá rồi. Cấp bà chút xíu cái đợt quá liệm ra hồi tháng nữa sau lạnh quá đắp vô làm đi sáng xong rồi qua đây lạnh đúng không? Đúng rồi, nóng đắp vô hết cái gan gì đó, có đó lạnh vô và ta tiện được làm với hai lần rồi không còn nữa, cho nên con người này rất là yếu. Nó lạnh lắm, đắp vô là nóng. Số bị chưa? Ở gì đó mà hai vợ chồng mà ổng thì lạnh chân, em thì nóng chân. Cho nên cái này tôi gấp. Có người lên đây 20 năm vậy. Là tôi tìm hai ba lần hết luôn. Không còn hiện tượng. Lạnh như cá này. Cho nên cái chuyện này là chị như vậy là không hết đâu, phải giải quyết cái điều hòa âm dương này, nói là chị này nói được nhanh hết nhanh được thôi, chị là mình điều hòa. Bây giờ ông có muốn gì không? Học bà đã ở đây nữa. Học không được chị mới chị là cố lấy mình đi chứ khác đi. Tôi đâu phải làm cho nó ăn hoài đâu. Tự làm được hết học. Chứ không học đâu biết rồi là. Tự làm được. Không được, phải học mới làm được. Rồi đưa con.
cái giò bắt đầu chuyển 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 cái mắt rưỡi luôn á. Còn cảm giác gì không? Không, hồi nãy nó cũng hết, giờ nó cũng hết rồi. Chỉ ngủ trở mình thôi nữa. Không có không? Nhiều không? Trở mình ở đâu đâu? Trở mình nó đúng cái chỗ nó tới. Tới đây đâu? Cái này nó chuyện nói vậy. Đau không? Đau ha? Rồi đúng rồi. Đau không? Còn cái lưng quần ấy, nó vẫn còn đau còn cứng. Hết rồi anh. Anh muốn giết anh. Biết sao không hết đâu. Còn đau không? Cái tay sao? Rồi anh thấy sao rồi? Chỉ có ngủ trở mình không đau cái thôi. Anh coi coi. Đâu? Đâu?